Chào anh chị cô chú. Thì ngày hôm nay tại đang có mặt tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Muốn gửi đến cho anh chị và cô chú một cái căn nhà vườn có sẵn nhà yến, nhà mát và nhà cấp 4 luôn anh chị ha. Nằm ngay trung tâm của thị trấn Kim Long. Anh chị di chuyển thẳng theo cái trục đường nhựa này tầm khoảng là 150 m là mình sẽ ra trục đường chính, đó là trục đường quốc lộ 56B. Rẽ qua hướng bên tay trái màn hình thì mình sẽ di chuyển lên Cù Bị, Bầu Càng để đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Còn rẽ về hướng tay phải thì mình đi về ngã tư quốc tế. Di chuyển thẳng thì mình sẽ về khu nghiệp Sonara Châu Đức, đồi cù Suối Nghệ và sân golf Châu Đức anh chị ha. Cái căn nhà vườn, cái nhà yến của mình thì nằm ngay một cái khu dân cư. Đường nhựa thì lộ giới là rộng 7 m, ở đây thì điện nước, dây wifi là đầy đủ rồi anh chị. Còn di chuyển hướng ngược lại vào tầm khoảng là vài trăm mét là anh chị là sẽ vào tới nhà dân ha. Cục đường do những cái nhà dân ở phía bên trong không chịu hiến đất ha. Tổng diện tích của thửa đất của mình là 1.000 m², sở hữu được hai mặt tiền, và cái mặt tiền ở phía trước á là được 20 m tính từ ngay cái cột hàng rào này anh chị ha, và đổ qua bên kia 20 m, và chiều dài của thửa đất của mình là 50 m, ở sau nở hậu là 21 m, phía bên hông thì có một cái đường 3 m đường đất anh chị nha. Ở phía trước thì nói chung là chủ có trồng một số cây cau và xen kẽ một số cây ăn trái. Hiện tại cái thửa đất vườn này thì chưa có thổ cư. Đất thì quy hoạch là đất trồng cây lâu năm. Ranh giới của mình thì tới ngay cái chỗ cái cột bê tông này. Nói chung xung quanh ranh giới thì đã rào lưới B40 rồi anh chị. Bước vào trong thì mình có một cái cổng rộng tầm khoảng là 4 m. Anh chị có thể là di chuyển xe hơi, xe máy vào cái khu nhà vườn của mình. Đó. Ở phía trước này thì cũng đang trồng một số cây cau, cau kiểng và một số cây ăn trái. Cái nhà cấp 4 của mình á, chiều ngang là được 6 m và chiều dài là được 10 m, 60 m² anh chị ha. Có hai phòng ngủ, rồi có một mái che rộng tầm là 36 m². Còn cái nhà mát của mình thì nói chung thì cũng khá là rộng, tầm khoảng là 100 m². À, ở trên thì cũng đã lợp ngói rồi. Chỗ này thì anh chị có thể là tiếp khách, hoặc là mình có thể là mình ăn uống để mình nghỉ ngơi sinh hoạt chung của gia đình cũng như là bạn bè người thân anh chị ha. Hướng đất của mình là thuộc hướng Bắc nha anh chị. Rồi còn về thông tin của nhà yến á, nhà yến của mình á thì ngang là 9 m, dài là 25 m, cao là 3 tầng, tổng là 675 m², có một tầng tum, mái rộng tầm khoảng là 40 m² anh chị. Từ cái vị trí của thửa đất vườn của mình, anh chị di chuyển ra trường cấp 1, cấp 2 thì bán kính tầm khoảng là 2 km. Đồng nghĩa với 2 km thì anh chị sẽ ra tới tuyến đường quốc lộ 56 và về tới trung tâm thương mại của Kim Long. Trung tâm thương mại Kim Long là một trong những trung tâm lớn thứ hai của huyện Châu Đức anh chị ha. Hiện tại cái căn nhà yến này thì nói chung về kỹ thuật thì chủ đã làm mọi thứ rồi anh chị, và yến thì cũng đã về ở rất là nhiều rồi. Tí nữa Tài sẽ gửi cho anh chị một số cái hình ảnh video chủ cung cấp vào ban đêm để cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Ở đây thì có một cái phòng kho để mình để đồ, để dụng cụ ha. Thì khi mà Tài vào quay á thì chủ cũng đi vắng nên Tài không có thể vào quay cái căn nhà để cho anh chị và cô chú cùng xem được ha. Nói chung là nhà thì mình ở một gia đình là đầy đủ anh chị. Đó, đi cái đường luồng này xuống dưới là phía sau này là cái không gian để mình nấu ăn, rửa chén, để những cái chén bát, và có một cái đường để mình đi vào phía trong nhà yến anh chị ha. Nhà thì nói chung là đầy đủ những cái tiện ích tiện nghi rồi. Mình mua về là mình chỉ là sở hữu thôi anh chị. Ở sau thì cũng có bồn nước. Nói chung là về kỹ thuật máy móc thì chủ đã lắp đặt hết rồi anh chị ha. Nói chung là vừa rồi chủ cũng làm lại, nâng cao cái kỹ thuật về cái nhà yến nên giờ yến cũng về rất là nhiều, cũng đang cho tổ anh chị. Rồi bây giờ thì Tài sẽ cung cấp cho anh chị một số cái video hình ảnh của cái nhà yến, sau đó Tài sẽ gửi thông tin sổ sách, bản test quy hoạch và kèm thêm cái hình ảnh flycam xung quanh cái
vị trí thửa đất vườn ngày hôm nay cần bán để cho anh chị và cô chú cùng tham khảo thêm anh chị nha. Rồi, Tài cung cấp cái video ở phía trong của nhà Yến để cho anh chị và cô chú cùng xem ha, qua lời dẫn của anh chủ. Phòng đệm của tầng 3. Còn đây là thông tin sổ sách của thửa đất của mình. Sổ của mình thì đã cấp đổi khu đo năm 2023, tổng diện tích là 1.000 m², hình thức là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng là đến năm 2043, thì đến năm này anh chị mang sổ đi gia hạn thêm thời gian sử dụng đất nha. Ở phía bên góc phải màn hình, đó là sơ đồ hình dáng của thửa đất. Đất của mình thì hai mặt tiền, sổ rất là vuông vức anh chị ha. Sổ cực kỳ là đẹp luôn. Đất của mình thì nói chung là đất sạch 100% anh chị, không có vướng bất kỳ cái quy hoạch mồ mả hay là hố ga trụ điện gì anh chị ha. Sổ rất là đẹp, vuông vức. Còn đây là toàn bộ những hình ảnh trên flycam để cho anh chị và cô chú có một cái nhìn tổng quát về cái căn nhà vườn, cái căn nhà Yến ngày hôm nay anh chị. Đó, ở đây thì khu dân cư ở rất đông ha. Nói chung là nếu như anh chị đang có nhu cầu tìm kiếm một cái mảnh nhà vườn có nhà sẵn, rồi có nhà mát, có nhà yến để mình có thể là mình kinh doanh buôn bán cũng như là tăng thêm cái thu nhập của gia đình, thì Tài nghĩ cái căn nhà yến cũng rất là phù hợp để cho anh chị và cô chú đáng để đầu tư cũng như là quan tâm ha. Ở đây thì rất là phù hợp để mà nuôi yến, tại vì mình cũng khá là gần với hồ Kim Long anh chị. Di chuyển tới hồ Kim Long thì bán kính tầm khoảng là 1,5 cho đến 2 km thôi ha. Từ cái vị trí đất vườn ngày hôm nay, nếu như anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh mà di chuyển về xem thì mất khoảng là tầm 60 cho đến 65 km. Anh chị có hai cái con đường đi, một là anh chị di chuyển về tuyến đường Bầu Cạn về cũng được. Hai thì anh chị có thể là về tới tuyến đường cao tốc ngay quốc lộ 1A xuống cũng được ha. Và tuyến đường cuối cùng là anh chị về tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Cao tốc Long Thành Dầu Dây ngay cái đoạn mà đi xuống của quốc lộ 51 anh chị ha, về ngã ba Mỹ Xuân để di chuyển về tới Kim Long cũng được. Nói chung là ba con đường đi. Đến nơi Tài sẽ gửi cái vị trí ở trên phần Google Map để cho anh chị và cô chú dễ hình dung cũng như là dễ tìm quan sát ở khu vực này. Ở đây thì mình di chuyển về tới trung tâm thương mại của Ngã Giao thì mình mất khoảng là tầm 6 km anh chị. Đó, trung tâm thương mại Ngã Giao thì một trong những trung tâm thương mại rất là lớn ở khu vực này. Về tới đó thì đầy đủ những cái tiện ích tiện nghi cũng như là những cái trụ sở cơ quan nhà nước cũng tập trung ở đó anh chị ha. Còn từ vị trí đất vườn của mình mà anh chị di chuyển ra tới những cái trung tâm mua sắm cũng như là những cái trung tâm những cái trụ sở cơ quan nhà nước ở khu vực xã Kim Long thì mất khoảng là 1 km thôi. Tài sẽ bay cái flycam quanh cái nhà Yến để cho anh chị và cô chú xem được kỹ càng hơn ha. Đó, nhà Yến của mình thì nói chung là lắp đặt mọi thứ về kỹ thuật. Mình mua về thì mình chỉ chờ thu hoạch thôi anh chị. Thì Tài cũng báo giá để cho anh chị và cô chú cũng được nắm về thông tin giá cả của cái sản phẩm ngày hôm nay. Thì chủ gửi bán với giá là 4 tỷ 950 triệu. Cái giá này á thì anh chị về gặp trực tiếp với chủ để mình thương lượng một cái giá tốt nhất ha. Nói chung là anh cũng đang rất là thiện chí bán để di chuyển về quê sinh sống cùng với ba mẹ, nên cũng rất là thiện chí bán. Anh chị cứ về, mình trả được cái giá thì chủ sẽ bán ha. Mình còn những cái khoảng đất đó, sau này những cái cây ăn trái lớn lên thì nói chung là mình cũng có một cái khu vườn rất là đẹp anh chị.
Từ vị trí đất vườn hôm nay, anh chị ở thành phố biển Vũng Tàu, hoặc là anh chị sở hữu về mà có nhu cầu đi biển thì cách biển Vũng Tàu tầm khoảng là 45 km, còn cách biển Hồ Tràm Một Cốc thì mất khoảng là tầm 25 km anh chị ha. Di chuyển qua hướng này thì anh chị sẽ về Hồ Kim Long. Ở đây thì nói chung là rất là phù hợp để mình xây dựng, mình làm những cái căn nhà yến anh chị. Mảng xanh rất là nhiều và gần nước nữa. Rồi bây giờ thì ta di chuyển cái vali cam ra cái trục đường chính, kết nối giao thông ở khu vực này để cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Rồi, mình di chuyển thẳng một cái trục đường nhựa này thì mình sẽ ra tới trục đường quốc lộ 56B. Thì ra tới đầu đường này thì mình có những cái mặt hàng kinh doanh buôn bán cũng như là những cái quán xá buôn bán những cái thực phẩm phục vụ cho cái nhu cầu đời sống cũng như là những cái đồ gia dụng để cho mình phục vụ cho cái cuộc sống của mình luôn anh chị ha. Nói chung là khu vực này thì ngay trung tâm nên về những cái tiện ích tiện nghi thì rất là đầy đủ. Đó, di chuyển thẳng theo cái trục đường này thì anh chị sẽ về Bầu Trinh cũng như là về trung tâm của thị trấn Ngãi Giao. Còn di chuyển hướng ngược lại thì tới ngay cái ngã ba của đường Xóm Quảng thì anh chị di chuyển theo cặp hông cái đường đó thì mình sẽ ra trường trung học cơ sở Kim Long ngay ngã ba này anh chị ha. Đó. Còn chạy thẳng thì mình sẽ đi về Cù Bị, đi qua Bầu Càng, đi về sân bay Long Thành, cách sân bay Long Thành tầm khoảng là 20 cây anh chị nha. Rồi thì bây giờ Tài xin mời anh chị và cô chú cùng xem cái vị trí ở trên phần Google Maps. Còn đây là vị trí ở trên phần Google Maps. Cái phần vị trí này anh chị vui lòng kết nối cái số điện thoại của Tài. Tài sẽ gửi thông tin sổ sách, bản test kế hoạch và kèm thêm vị trí để cho anh chị và cô chú đo được cái vị trí anh chị đang sống và tới cái vị trí đất vườn cần bán thì chính xác là bao nhiêu cây anh chị nha. Đó, ra tới đây thì mình sẽ ra trục đường chính quốc lộ 56B. Ở đây thì mình có những cái tạp hóa rồi anh chị. Đó, cũng như là những cái cửa hàng buôn bán thực phẩm như rau củ thịt cả thịt cá đó để phục vụ cho nhu cầu bà con nơi đây, có những cái quán nhậu quán cà phê đó. Di chuyển thẳng thì mình sẽ ra tới trường trung học cơ sở Kim Long và về tới trung tâm thương mại của Kim Long, về tới tuyến đường quốc lộ 56 ha. Đó, anh chị di chuyển theo cái tuyến đường này thì mình sẽ về tuyến đường quốc lộ 1A để đi lên thành phố Long Khánh. Đó, mình có rất là nhiều cái đường đi nếu như anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh mà di chuyển về. Đó, mình đi đường Cẩm Đường, Xuân Đường cũng được, hoặc là mình đi đường Bầu Càng cũng được nè anh chị. Đó, nói chung là nhiều đường đi lắm anh chị nha. Rồi, phần cuối video thì từ ngay cái vị trí đất vườn, Tài sẽ di chuyển ra những cái trục đường chính kết nối giao thông ở khu vực này để cho anh chị và cô chú quan sát được cái quang cảnh xung quanh ha. Đó, bây giờ Tài sẽ di chuyển tiến vào trong. Ở đây thì nói chung là đường thì cũng mới vừa được thảm nhựa anh chị. Đó, nói chung là còn rất là mới, đường khá là rộng. Hai xe ô tô thì có thể là mình né nhau được. Đó, di chuyển vào phía trong này thì cũng còn một số nhà nữa anh chị. Đó, di chuyển một đoạn nữa thì mình sẽ vào tới cái nhà cuối cùng cũng như là đường cụt ha. Do những cái nhà phía trước hồi trước thì không chịu hiến đất nên nhà nước sẽ không làm thông tuyến anh chị nha. Rồi bây giờ thì Tài di chuyển ra lại. Từ cái vị trí đất vườn của mình anh chị di chuyển ra tới cái trục đường chính này tầm khoảng là 150 200 m thôi anh chị, nói chung là cũng khá là gần ha. Di chuyển qua hướng bên tay trái thì Tài cũng nói rồi đó, về Bầu Càng để đi lên thành phố Hồ Chí Minh, về xã Sa Pa. Còn di chuyển theo hướng này thì anh chị sẽ về ngã tư quốc tế. Di chuyển một đoạn thôi là mình cũng có những cái cửa hàng như quán ăn buôn được bán đồ ăn sáng rồi những cái quán cà phê võng
những cái tiệm tạp hóa lớn nhỏ anh chị ha. Rồi thì video cũng khá là dài rồi, Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu tiểu đất vườn hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành một thời gian quan tâm về cái sản phẩm bất động sản ngày hôm nay. Thấy video hay, bổ ích thì để lại cho Tài xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để kênh của Tài càng ngày càng phát triển hơn ha. Kính chúc anh chị cô chú xem video lựa chọn cho mình một sản phẩm bất động sản tốt nhất, đầu tư đúng hướng và khởi sinh thịnh vượng ha. Kính chúc anh chị cô chú có một tuần làm việc thật là hiệu quả và thành công trong cuộc sống. Anh chị cô chú có đất chính chủ cần bán ở khu vực huyện Châu Đức hoặc là có nhu cầu vay bán chính chủ thì liên hệ cho Tài theo số điện thoại trên màn hình. Tài sẽ sắp xếp thời gian cũng như là tư vấn cho anh chị và cô chú. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và cô chú ha.